Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Podcast Multi. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bật lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ là đi cần tìm thêm hai cái huy hiệu nữa để chúng ta sẽ có thể mở khóa được ở phía trên. Và mình có thể thi đấu với được với những cái ông chùm ở phía trên kìa, như kiểu là Tứ Đại Thiên Vương ở bên Pokemon ấy. Chúng ta sẽ lấy cái serum mình trước, rồi chúng ta sẽ không phải để lấy tiền nữa chứ. Chúng ta đã gửi tiền vào đây rồi, hình như là chưa lấy được, còn một phút nữa ta sẽ lấy được anh em ơi. Ta sẽ lấy tiền đây đã, tất cả tiền có thể collect xong được chưa ta? Cái này đợi khoảng một phút nữa. Trong thời gian một phút chắc mình sẽ đi mua thêm một ít máu đi. Hiện tại thì chúng ta có các item không có đủ không? Không có máu, không có máu. Chúng ta thêm AP này. Protonic Rocks cũng là đủ rồi đấy, nhưng mà thiếu máu trầm trọng. Nhìn chung là thiếu máu trầm trọng. Bây giờ thì complete này, xong rồi. Mình sẽ gửi thêm tiền lại đi. Gửi thêm tiền để chúng ta mua thêm đồ đi. Đó, invest. Vì hiện tại mình đang có khoảng là hơn 4.000. Gửi có 100 đồng thôi. Gửi 300 đồng, tất cả là 300 đồng. Mình vẫn khoảng 4k rưỡi tiền đây. Chắc là đợt này mình sẽ cố gắng đi đánh để lấy ít nhất là một cái huy hiệu nha anh em. Đây là cái toàn bộ team của mình đã được full máu. Your multi, tất cả đấy, để tất cả những cái con của mình hiện tại đang có. Và chúng ta sẽ lên kia để mua thêm một ít máu nữa. Xong tính sau. Không có nhiệm vụ gì ở trong cái thành phố này nhỉ? Mình tưởng sẽ có rất là nhiều nhiệm vụ phụ cơ, nhưng cũng không thấy mấy. Chúng ta nói chuyện với ông này luôn. Chúng ta sẽ mua đồ thôi, chắc chắn phải mua đồ rồi. Mua cái serum, Grid Serum là 500, tăng khoảng 50 HP, mình sẽ mua cái này. Mình sẽ mua full luôn, không quan tâm nữa. Vãi trưởng. Cái túi của mình nó không thể chứa thêm serum nữa anh em ạ. Nếu thế thì mình sẽ mua, hay là mua thêm cả cái gọi là cái này đi, Grid Serum đi. Rồi, cũng mua rất là nhiều đấy. Hình như mình đã quá nhiều cái serum rồi nên nó không cho phép mình mua thêm nữa. Mình có tận tối đa là 10 cái serum nha anh em. Rồi ok, let's go, đi thôi nào. Chúng ta sẽ xuống dưới. Chúng ta tiêu khá là nhiều tiền đấy. Và mình sẽ đi sang cái cánh cổng này để xem là có bắt thêm được con epic gì không. À không, con exotic gì không. Exotic này xong rồi có đi đánh lấy cái huy hiệu. Phải quán tìm thằng huy hiệu để đánh lấy huy hiệu trước á. Xong rồi làm gì thì làm. Chưa còn thi đấu với cái bọn này thì rất mất thời gian. Mình được có một ông già trong rừng này. Có một ông già trong rừng anh em ơi. Oh yeah. Chạy đâu, chặn đầu luôn. Multi và nó chỉ là C thôi. Mình sẽ luyện cấp lên luôn nha. Mình dùng cái chiêu fail này. Không chết được đâu, con này khá là yếu ta. Mất 6 máu anh em ạ. Outburst 13 máu. Khi sở yếu thế. Mình sẽ mất thêm khoảng 5 máu rank thấm thế nhờ. Mà mình đánh thì rõ yếu nhá. Cái con là exotic multi của mình, cái con đặc biệt của chúng ta. Nó sẽ lên thêm nhưng mà vấn đề là chúng ta sẽ sao ta? Mình cần đi tìm cái thằng ấy đã, tìm cái thằng có huân chương đó, huy hiệu đó để đấu với nó đã. Nó tính làm gì làm. Ui, ở cái quả bóng ma multi kìa, multi hai đầu kìa. Rất là nhiều loại multi khác nhau nhá. Vấn đề là mình thôi, mình chưa tìm thấy con nào thôi. Chỗ này không có gì cả. Sang bên này đi, sang bên tay trái đi, xem nào. Có con multi hệ cây này anh em. Thấy chưa? Bắt luôn không? Nó là C rồi. Bây giờ mình đánh thì mình sẽ lại mất thêm máu. Mình còn chưa lên cấp nổi cơ. Bao giờ tôi mới lên cấp được đây? Trời ơi, mình có 12 máu thôi. Anh thấm thích nhờ. Nó chỉ là một con C mà level nó chỉ có level 8 thôi mà. Ôi, biết ngay còn một máu mà. Bó tay và mình sẽ mất một cái lọ serum rồi. Tăng 20 máu cho bản thân mình. Mày này, lên cấp không? Cuối cùng lên level 13 rồi.
Ôi, thật sự là khó chịu, lâu thế. Mình sẽ được cái serum và một cái tuyết bánh răng à? Dạng dạng. Mình sẽ cho con này ăn lên thôi. Item này. Chưa gì đã tốn kém chưa? Serum. Cái này thì tăng được có ít máu thôi. Đó, vẫn không đủ máu cơ. Vẫn không đủ cái lượng máu mà chúng ta yêu cầu cơ. Ok, bây giờ muốn đi qua đây thì phải đánh nhau. Chắc chắn là phải đánh nhau rồi. Đánh nhau thôi. Gì mà sợ nhỉ? Anh em, let's go, tiến lên nào. Con ở dưới ạ. Thì ra nó là con ở dưới chứ không phải con kia. Mình có khá nhiều máu nên mới có thể đánh được phải lấy cái huân chương cái. Trời, con ba mắt luôn kìa. Hai đầu anh em ạ. Kéo, mình sẽ dùng cái đá. Way we go, Morty. Chúng ta sẽ sử dụng cái viên đá. Con này sẽ được luyện cấp lên. Cấp 8 thì hơi thấp. Thấp quá. Nó sắp lên cấp 9 rồi. Nó tăng cái gì đây? Nó tăng cái độ chính xác lên. Và mình sẽ dùng đá cái slam. Mình không có slam. Vãi thật chưa. Đúng cái gì đây? Đầu đứa mạo hiểm mà không có chiêu gì cả nhỉ. Thấy mình cảm giác không có chiêu gì cả. Đấy mất tầm khoảng 5 máu. Khỏe thế nhỉ. Còn 5 máu thôi. Scream. Thấm vãi cả trưởng à. Một con này về vườn. Bây giờ thì chắc chắn sẽ dùng cái bao để đối với mình luôn. Mình lên cấp rồi. Các chỉ số tăng thêm một chút. Có học chiêu mới không? À, Stone Gaze. Mình học được chiêu ấy rồi. Cái gì đây? Chúng ta đối đầu với nó kia là tờ giấy và mình. Chết tiệt, bị Mega Multi. Chết rồi. Mình đang nên thay đổi ngay từ đầu lên Exotic luôn. Mega Multi sợ vãi trưởng luôn. Ok, nó cho cái gì rồi? Defense Fuel rồi. Thằng phải gió này, cắt nó nào. Mình không cần quan tâm đến thủ. Ôi, Attack Smith tại sao ta? Nó búc cái gì kệ nó thôi. Defense Grill. Sao tăng nhiều thế? Cái độ chính xác tăng lên. Mình mất một chiêu cắt rồi. Cắt nó. Ôi, nó khỏe thế nhờ. Đấy phát mất 9 máu cả. Mình chưa từng đấu với cái loại thể loại này bao giờ. Chưa từng đấu bao giờ cả. Còn 11 máu nữa. Hết chưa? Bây giờ sẽ một chiêu này chết. Hay lắm. Mega này thì mega thì cũng sẽ chết thôi. Các hệ thì vẫn chết như thường. Con này hệ đá nhá. Con hệ đá switch hệ đá gần hệ bao. Cái con epic này mãi mà không học được cái skill mới là thật ta. Nó exotic thì mình muốn giữ lại nhưng mà nó không có cái bao nào cả. Nó có cái bao thì tốt quá. Đây này, chắc phải lên cấp thì nó sẽ có cái bao anh em ạ. Attention Suyen Boots. Cấp kia thì nó sẽ có một cái bao. Hiện tại chưa có thôi. Nó tăng cái gì lên nhỉ? Tăng speed à? Tăng speed lên làm gì ta? Đánh trước à? Có thể. Thật ra thì mình cũng không cần quan tâm lắm. Cho cứ tập trung đánh nó thôi. Thì cái gì vậy? Ở đây Phil. Bị giảm công xuống rất khó là khó chịu luôn. Attention. Tăng cái gì lên đây? Tốc độ rồi. Giải búp à? Tăng độ chính xác lên. Tăng thêm một cái chiêu nữa. Chúng ta sẽ tấn công nó bằng chiêu đầu tiên đi. 13 này. Khá là thấm thôi. Còn phát thôi. Một hit thôi là sẽ chết rồi. Cố lên nào. Đầu đũ mạo hiểm. Con này nó cũng có chiêu đá. Chết đi em. Bây giờ thì theo mình là sẽ dùng con kéo rồi. Switch Slam. Mean Blower. Cái này nên dùng. Có thể dùng kéo chăng? Nó lại đá luôn kìa. Oh man, để đánh kiểu gì đây? Con kia khá là yếu. Không sao, vẫn phải sử dụng thôi. Nó à, con này chỉ là epic. Con Lieutenant chỉ là epic thôi. Nó không phải exotic. Có exotic thì nó bắt luôn rồi. Shut up, Rich. 6 máu. Khá là thấm ta. Mình sẽ cần phải lên cấp để có học thêm một chiêu mới. Ít nhất là sẽ có một chiêu giấy ở đây. Mình không có chiêu giấy nên rất là bị bất lợi. Cực kỳ bất lợi luôn. Nó còn 8 máu thôi. Tốt. Đang trên đường đi đập vào này.
Saitama sắp lên cấp 12 và có thể học được cái kỹ năng mới. Tốt, hay lắm. Kinh nghiệm lên một khoảng đấy. Có Protonic Rose. Rồi, bây giờ thì vẫn cần phải hồi máu thôi. Hồi máu đến cái phía dưới kia, item. Cái máu là cái quan trọng nhất, cái serum này. Búp cho con này. Một cái tăng 25 máu đấy. Ây chà, à 20 máu chứ. 20 máu thôi. Có thể mua được trực tiếp ở đây, không cần về nhà. Rất tốt luôn. Rồi, chúng ta sẽ săn lấy được một cái vật phẩm. Trong ngoài nó sẽ chứa cái gì đấy. Chúng ta sẽ được một cái Hazinger, cái vật liệu. Cái vật liệu để tạo ra mấy cái kia đúng không? Mình sẽ đánh xong cái này. Bây giờ sẽ điều đây. Chúng ta cái thứ này bị cụt à. Ấy, phía dưới có một con này. Con kia thì mình không bắt làm gì cả. Nó khá là yếu thôi. Có cái nào đi lách qua không? Không có. Rồi, chúng ta sẽ đối đầu với cái con gì đây? Con người ngoài tinh là đầu choàng một cái như con ma vậy. Oh, Win Mascot Multi. Nó là lạ, nó là cái tờ giấy và chúng ta sẽ có ngay. Dĩ nhiên rồi, đó chính là cái kéo của Big Multi. Chúng ta tận hai kéo kìa. Lắm thế. Cái được bao nhiêu máu đây? Ok, ok. Khá là thốn ta. Cắt này, cắt nó phát. Ồ, hai hit rồi là sẽ chết ngay mà. Sắp nằm rồi. Búp cái gì thì búp. Búp thủ thì búp, giảm thủ thì búp. Mình không quan tâm, mình chỉ cần cắt ra thôi. Kéo cắt này. Một con đai. Còn tiếp theo, vào đây. Bị choáng chứ. Cây xương rồng. Bây giờ thì chắc chắn nó sẽ chọn đá rồi. Đá thì phải là cái bao. Chắc chắn luôn. Để xem nào, để xem nó sẽ là có gì. Nó là cái đá, à, nó là kéo à. Thật sự là hơi ngáo cần ta. Hơi ngáo quá, tí chết nha. Bounce up. Một cái hiệu ứng thì búp vào attack field. Giảm công nó xuống, à, giảm công xuống. Speed field. Cả speed sẽ giảm tốc độ kìa. Nhưng mà bù lại thì mình sẽ được tăng cái giáp thủ. Cũng không phải là quá là ghê gớm. Stone Grace, một triệu đá đây. Rồi ôi, phải mạnh mẽ như thế chứ. Chuẩn đấy, khắc hệ cái là ngon hẳn. Ngon. Chúng ta sẽ... con này đang làm gì đây? My Blover. Chúng ta sẽ tấn công nó luôn. 622. 6 máu chứ tổng cộng 22 máu. Bây giờ chắc là nó sẽ dùng cục đá, cục cái kéo cho mà xem. Có thể cái kéo hoặc là tờ giấy. Tờ giấy thì mình sẽ dùng cái kéo đi. Có khi sắp hết máu rồi, nên chuyển sang con khác đánh. Không nhớ tên của ông già này nó là hệ gì luôn. Biết ngay tờ giấy à. Tờ giấy thì xác định đi. Một hit thôi chắc là chết rồi. Tốt, hay. Không mất thời gian. Đánh rất nhanh. Con này thì nó sẽ là hệ mình sẽ đổi sang hệ bạn ấy cái bao như thế này. Vấn đề là cái bao này thì nó không có cấp thì nó cũng sẽ ôi chết tôi rồi. Phải là cục đá, nó là vẫn là kéo nha. Nó vẫn là kéo đấy. Để nhau đi. Nó được búp cái gì lên đấy. Chỉ có 3 chỉ số defense này, tốc độ và đam thì phải. Chúng ta sẽ dùng cái Stone Gaze. Đã bao nhiêu đam đây? Rất thấm luôn. Một hit thôi là sẽ chết rồi. Một hit nữa nào. Chúng ta sẽ sử dụng cái chiêu chiêu này có giảm máu nó xuống nhiều không? Xịt chứ. Bó tay. Chúng ta dùng cái Stone Gaze. Mày không chết à? Tôi tưởng nó giữ được cơ. À, kéo thì bây giờ chắc chắn nó sẽ là đá. Con này con gì nhỉ? Con này con đá. Đá thì phải cần cái bao thôi. Squid Team lên nào. Vấn đề mình
Không có chiêu nào liên quan đến chết rồi, sao toàn hệ kéo nhỉ? Toàn hệ kia ấy này, khó thế nhở? Hệ kéo này, nó tập trung đánh mình rồi. Mình sẽ motif rồi, chúng ta sẽ dùng cái item. Nào 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 nào, cho con My Blower Multi búp vào rồi, chiếu tiếp. Scream khá là thốn ta. Mình sẽ sử dụng cái Stone Gaze, hy vọng sẽ trúng người nó. Tốt, đàm rất rất là thấm. Ok, rồi bây giờ mình sẽ còn một ít máu thôi, không phải vấn đề gì. Switch sang con nào nhỉ? Bluebird Multi chắc sẽ, thôi cứ để nguyên con này đi, đánh cho nó lên cấp đi ạ. Chúng ta sẽ sử dụng cái Stone Gaze. Hai đầu à? Con hai đầu vẫn chưa chết ta. Xịt rồi, sao ta xịt vậy? Ôi, sao toàn mít vậy nhở? Mình đếch hiểu tại sao toàn xịt luôn cơ. Chẳng hiểu luôn. Kệ thôi, mình sẽ vẫn còn khá là nhiều con đang có thể đánh được. Kéo à, kéo nhau với không hệ nha. Kéo đi đánh nhau với không hệ Cry. Fail này khỏe hơn này. Chứ khỏe hơn nhiều so với kia kia. Chết ngay. Yes. Hay lắm. Hazinger. Sau một hồi căng thẳng là đánh xong 5 thằng thì chúng ta đã thắng được trận này. Ở đây sẽ là một con ông ấy này. Để diễn về hồi máu đó xong rồi mình sẽ làm sau. Và ok thì chúng ta sẽ kết thúc tập này nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Pocket Multi. Bye bye.